Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ đi hái cái quả cherry. Đây là giống cherry Brazil mọi người nhé. Quả của nó khá là đẹp. Khi chín thì nó ăn có vị bùi ngọt, và hiện tại thì quả này thì nó chín mật rất là nhiều mọi người nhé, mật bên trong rất là nhiều này. Đấy, quả bây giờ nó chín nhụn hết rồi. Đấy, hôm nay thì mình sẽ đi hái một số quả như thế này này. Đấy. Đây mọi người nhé. Đấy. Đây là cái cây cherry Brazil mọi người nhé. Đây. Đây mình sẽ hái quả này. Có một số quả như thế này thì mình không kịp hái thì nó đã bị héo như thế này rồi, nó chín héo như thế này. Hai phía trên này là quả cherry mọi người này. Đấy. Cherry nhé. Giống cherry Brazil. Đấy. Quả khá là nhỏ. Mình thấy quả nó nhỏ hơn cái quả cherry này. Đấy, quả cherry mọi người này. Đấy. Đùng một cái là nó rụng xuống thế này nữa. Đây. Phía bên trên này thì nó chín khá là nhiều này. Đây mọi người nhé, quả này. Đấy. Quả. Đây mọi người nhé. Đấy. Mấy hôm rồi mình quên hái mất. Đấy, hôm nay thì có nhiều quả đâu. Chín khô rồi. Đấy, còn bên này là cherry này. Đây, chôm chôm thì bây giờ mình đang trồng nhé. Đấy, chôm chôm mình đang trồng nhưng gặp đúng cái mùa nắng này thì chấm cũng rất là cực. Một bên là cherry và một bên là quả cherry. Đấy, cherry Brazil. Đây, bây giờ thì mình sẽ cắn cái quả này ra xem. Cái quả này thường nó bên trong thì nó hơi rộng một chút. Đấy. Đây là hạt của nó này. Cái quả này thì ăn có vị ngọt, vị chua nhẹ và cái vỏ của nó thì có vị chát mọi người nhé. Giá thì cái này thì nghĩ là nó tốt cho đường tiêu hóa. Đấy, đây là những cái cây mà con bé này. Đây, ba nhà mình ở đấy có ba cây như thế này. Ba cây lăng viên một hai như thế này, mình tách từ cây lớn kia ra nhé. Clip của mình hôm nay thì xin kết thúc ở đây mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người ở những cái chia sẻ lần sau. Về cái cây này thì mình nghĩ là trồng chơi đấy, để ăn quả thôi. Còn nếu mà trồng về giá trị kinh tế, ngoài cái việc bán giống thì cái quả này thì mình thấy nó sản lượng nó khá là thấp. Nó sái quả nhưng mà cái quả sái của nó rất là bé. Và cái
vị của nó cũng rất là nhiều vị khác nhau, cho nên nó không có cái vị đặc trưng như những cái loài quả khác. Đấy. Mình chỉ trồng vui thì ok.